lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình ở cõi nam thiệm bộ cõi đông thắng thân cõi tây ngưu hóa này đều được thân người được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư như lai ứng tránh đẳng giác này lại đem thiện căn cúng dường ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế phân bố sắp đặt phân biệt khai thị khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này công đức đạt được hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình trong bốn đại châu này đều được thân người được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chưa như lai ứng tránh đẳng giác này lại đem thiện căn cúng dường như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế phân bố sắp đặt phân biệt khai thị khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này phước đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình ở thế giới tiểu thiên này đều được thân người được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời đem các đồ cúng thượng diệu của thế gian cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư như lai ứng tránh đẳng giác này lại đem thiện căn cúng dường như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới trung thiên này đều được thân người, được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời, dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chư như lai ứng tránh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế phân bố sắp đặt phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm